Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi xin mời quý vị khán thính giả nghe cuộc phỏng vấn với những người ở quận Cam, California, đặc biệt là với bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, là một bác sĩ ở ngay tại quận Cam, và chương trình đã được phát trên AFI. Con số nhiễm COVID ngay tại Mỹ lên tới 27.600.000 người vào ngày 10 tháng 2 và đã có hơn 475.000 người đã tử vong cho đến ngày 10 tháng 2. Và tại tiểu bang California cũng rất nặng nề. Trong thời gian gần đây, số người Việt qua đời đã tăng vọt đến mức mà các nhà quan, nhà hòm này phải làm việc liên tục mà không đáp ứng kịp nhu cầu, và rất nhiều gia đình đã phải chờ đến 3-4 tuần mới chôn cất hoặc hỏa táng được người thân của mình. Nhưng vì sao lại có nhiều người Việt tại quận Cam chết như thế? Bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, một bác sĩ nổi tiếng trong cộng đồng Little Saigon, giải thích. Dịch COVID-19 này rất là độc hại cho cộng đồng Việt Nam mình. Một phần là bởi vì người Việt Nam mình sống chung đụng với nhau, share phòng với nhiều. Phần thứ nhì nữa là người Việt Nam mình có nhiều tin đồn cứ nói là người Việt Nam mình đề kháng giỏi, không có sợ bị bệnh. Cái thứ ba là tôi vẫn nghĩ là cái chính là ông Tổng thống Trump. Tôi có rất nhiều bệnh nhân không tin là cái bệnh này có thật. Đến với tôi nói là phải chích ngừa cúm đi, để chích ngừa cúm nó đỡ cái COVID nếu mình chẳng may mình bị. Họ không chích mà bảo chứ đừng có lo, cái này bệnh này người ta đồn bậy bạ thôi để chống lại ông Trump, từ đó mà người ta bắt đầu người ta cũng không đeo mặt nạ. Đến khi nó bị nhiều, chết nhiều thì họ sợ, họ cúm lên có cái nguy hiểm của người Việt Nam, họ giấu cái đó. Tôi có nhiều bệnh nhân đến thầm thụt đến khám xong bảo bác sĩ đừng nói cho ai biết. Tôi bảo không được, bà phải về nhà và cho người nhà biết để cho bà cách ly chứ. Họ không muốn con mà biết, không cho ai biết. Cái đó là cái nguy hiểm của Việt Nam. Ngay cả khi họ đến khám chúng tôi, họ cũng giấu chúng tôi. Khi chúng tôi thử test để nhiệt độ tới cao, thử test positive, nhân viên có một số người bị lây. Đó, tôi sợ tôi phải xin thuốc đến trích ngay cho nhân viên mình rồi vậy. Họ bị rất nhiều, người chết cũng rất nhiều. Ở nhà thương Patamale là cái nhà thương chính mà tôi dùng đó, thì họ nói là người chết nhiều ghê lắm. Ngay cả bác sĩ cũng bị chết nữa. Mấy bác sĩ mà rất là popular ở đây ấy, đều chết cả. Tại vì popular tức là mình khám bệnh nhiều. Mà khổ với bệnh nhân họ đến với mình, họ không cho mình biết là họ bị. Họ cứ vô, họ là như không, họ giấu, họ có bị sốt, không bị. Do đó mà khi mình lớn tuổi thì mình sẽ chết. Do đó mà thưa anh, nó quả thực nó rất là độc, thác oái ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Một phần lỗi tại mình nữa, một phần là vì mình không tin là nó có thiệt. Và chính vì vậy mà rất nhiều bệnh nhân đến nói với tôi, ngay cả khi mà tôi nói trên đài radio, họ có lên họ chửi tôi, họ nói là bác sĩ nói bậy, thực sự không có ai bị chết, cái này là chết giả, chết bệnh khác, người ta đổ tại bệnh COVID. Chứ người Việt Nam đó, họ biết họ bị bệnh nền chứ, họ giấu bệnh, khi họ bị họ không dám nói ai cả, họ cứ hy vọng là thôi, không sao, chui đầu dưới cát thì không có đau nữa. Thì lúc bị đạm quá rồi thì trễ rồi. Họ lây sang nhiều khác nhiều. Sau này thì bây giờ thì khi họ thấy chết nhiều thì họ bắt đầu biết sợ thiệt. Trong những ngày này, ông Nguyễn Thiêm, chủ công ty Tobia Casket chuyên bán quan tài bia mộ, cũng bận túi bụi, làm không kịp thở, điện thoại khách hàng reo liên tục. Ông nhăn nhó nói, người ta chết nhiều quá anh ơi. Trước khi trả lời cú điện thoại không biết là thứ bao nhiêu trong ngày, dưới chân ông dựng sắp lớp nhiều tấm bia mộ đang chờ được mang đi. Những người Việt tại quận Cam khi qua đời được chôn cất hoặc hỏa táng tại Westminster Park Memorial, một công viên nghĩa địa mênh mông được quy hoạch thiết kế rất đẹp, nằm trên đường Beach Boulevard, thành phố Westminster. Tại đây có một khu vực dành riêng cho người Việt gọi là Peak Family, là nơi yên giấc ngàn thu của những người, từ người dân bình thường cho đến những nhân vật nổi tiếng như nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ hay gần đây nhất là nghệ sĩ Chí Tài. Đây cũng là nơi đặt công ty của ông Thạch Hoàng, chuyên lo trước hậu sự cho những gia đình có người thân vừa qua đời hoặc biết chắc là không thể qua khỏi. Ông cho biết chưa bao giờ gặp tình trạng như vậy. Kinh hoàng lắm, tại vì Thạch Hoàng làm ở đây 10 năm rồi, và trong cái lịch sử của công ty gọi là công viên tưởng niệm Westminster gần 100 năm nay, chưa bao giờ gặp một cái hoàn cảnh bi đát kinh hoàng như vậy. Là tại vì cái số lượng người chết về COVID nó tăng mà không có chỗ chứa thi hài. Hai cái container như một cái xe truck dài vậy đó, để chứa thi hài. Tại vì ở trong nhà xác không có đủ chỗ, dù nó có thể nó chứa cả mấy chục cả trăm mà cũng không đủ nữa. Và không có ngày nào mà Thạch Hoàng không bị gọi là chúng tôi đã có người qua đời và sắp sửa qua đời, ngày nào cũng như ngày đó. Từ hồi tháng 11 cho tới giờ,
khủng khiếp lắm mà. Thạch Hoàng chỉ lo cho người Việt mà thôi, thành ra cái tình trạng này nó ghê lắm. Về phần ông Shin Haddad, giám đốc nhà quàng Peak Funeral Home, một người Mỹ nói tiếng Việt rất sỏi, ông cũng ghi nhận số người chết vì dịch COVID-19 tại quận Cam đã tăng vọt từ thời điểm tháng 11, tháng 12. Nhà quàng Peak Family mình đã phục vụ trong cộng đồng người Việt Nam ngay từ lúc mà mới có COVID-19 qua Mỹ này. Mấy tháng đầu tiên, nhà quàng cũng thấy có vài ca của những người bị nhiễm COVID-19 mà có qua đời và vào trong đây để làm lễ. Đa số những người mà vào nhà quàng của mình ở đây thì mất ở trên Los Angeles, là tại vì nhà quàng của mình thì cũng gần với lại thành phố Los Angeles. Và Orange County lúc đầu thì bị nhẹ hơn nhiều. Và sau vài tháng thì bắt đầu thấy rằng là trong Orange County thì cũng có khá nhiều người Việt Nam với lại người Mỹ và người Mỹ thì cũng có nhiều người cũng qua đời vì COVID-19. Đa số thì mất ở trong những cái nursing home, thì tức là những cái chỗ mà chăm sóc cho bệnh nhân mà không phải là trong bệnh viện. Nhưng mà sau tháng 10 và bắt đầu vào tháng 11 thì nhà quản bắt đầu thấy có rất là nhiều người Việt Nam mà mất vì COVID-19. Thì nhà quản bắt đầu phục vụ cái nó gọi là cái surge. Surge thì có nghĩa là nhiều người cùng lúc. Thì sau lễ tạ ơn thì chúng tôi ở đây thì bắt đầu phục vụ cho rất là nhiều người bị COVID-19. Chắc phải nói là gần 50% hay là 60% những người qua đời thì vào đây. Maybe cũng gần như là 70% những người qua đời thì cũng là do COVID-19. Cho nên là nhà quàng thì mình vẫn tiếp tục làm cũng như bình thường. Nhưng mà chúng tôi thấy là số lượng người mất thì nó gấp tầm 2-3 lần so với bình thường. Trước khi nói chuyện với tôi, ông Thạch Hoàng đã phải vội tiếp một cặp vợ chồng trẻ đến đây nhờ dịch vụ của ông, vì có bà mẹ vừa qua đời do dịch COVID-19. Nhưng ông nói ngay là phải đợi cả tháng mới có thể chôn cất hay hỏa táng được. Đây là tình hình chung đối với các gia đình của người thân chết trong lúc này. Kể cả nữ danh ca Lệ Thu qua đời từ ngày 15 tháng Giêng, mới làm lễ phát tang và cầu nguyện hôm 29 tháng Giêng, nhưng nghe nói là gia đình phải đợi đến cuối tháng 2 mới hỏa táng cho bà được. Ông Thạch Hoàng ghi nhận. Tại vì không có chỗ để chứa thi hài nữa thì làm sao bây giờ? Và nhân viên làm việc 7 ngày một tuần, gọi là chưa bao giờ mà có trong cái tình trạng lạ lùng như vậy, là một ngày mười mấy cái chôn, mười mấy cái thiêu. Quý vị vừa nghe qua cuộc phỏng vấn của AFI đối với bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, anh Thạch Hoàng, ông Shin Sadat, là những người cư dân ở tại vùng Nam California, đã cho biết cái tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang rất thê thảm. Nhà quàng thì có thể nói rằng chất đầy nghẹt những người cần hỏa thiêu, hỏa táng hoặc là đem chôn. Còn bệnh nhân thì giấu bệnh và lây nhiễm rất là kinh hoàng. Và có thể nói đây là những nhân chứng sống ngay tại vùng Orange County. Thì chúng tôi đưa lên cho quý vị khán thính giả khắp nơi có thể biết được tình hình tại vùng Orange County, vùng Los Angeles và những vùng lân cận. Nói chung thì ở ngay vùng chúng tôi cũng đã có những người trong cộng đồng chết vì COVID-19. Chẳng hạn như là ông Tổng Giám đốc Đài Phát Thanh Ngô Ngọc Hùng cũng đã qua đời vì COVID-19 ở trong vùng thủ đô Washington DC. Và rất nhiều người khác cũng đã bị dính bệnh COVID-19 và qua đời trong năm 2020 và cho tới ngày hôm nay. Thì nói chung dịch bệnh hiện nay cũng lây lan rất mạnh. Và số người được chích vaccine COVID-19 tại Hoa Kỳ này là 43 triệu người trong tổng số 430 triệu người. Thì có thể nói Hoa Kỳ là một trong những đất nước chích vaccine COVID-19 cao hàng đầu trên thế giới, trên 13% dân số. Thì mỗi ngày Hoa Kỳ sẽ cố gắng chích khoảng 1,5 triệu người. Nói chung Tết năm nay thì có thể nói rằng là một cái chết tăng tốc tăng thương, số người chết thì tăng cao và các diễn hành Tết hoặc là các múa lân cũng đều bị dẹp bỏ. Xin thưa vì là như vậy, vì những cái luật về giãn cách xã hội, cấm tụ tập đông người ở những nơi công cộng, thì có thể nói năm 2021 Tết này là một cái Tết mà buồn nhất. Có thể nói là buồn vì COVID-19 đã gây ảnh hưởng
gây nên tình trạng thất nghiệp, khó khăn về kinh tế, có người thân chết, bạn bè thân hữu chết. Nói chung là không có cái gì vui, mà chỉ có những nỗi buồn ở trong các cộng đồng người Việt trên thế giới. Chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.